Xin chào quý vị và con. Hiện tại Hà Vĩnh Ngon đang xuất cây giống lên Tân Hùng Phú Thọ cho em trai đây, em Ngọc Anh. Mua cây về trồng và có lấy thêm mấy cây bưởi to này để nhanh để ăn. Đây là giống bưởi đường chín sớm. Cây như thế này thì thường phải cắt một bớt lá và nọc. Xong mình vận chuyển đi là nó sẽ khá là nước. Cắt một bớt đi để về trồng nhưng phải héo cây. Hiện đây để Hà Vĩnh Ngon hỏi luôn cho quý vị và con biết tại sao em Ngọc Anh ở trên đất Đoan Hùng Phú Thọ là đất bưởi đặc sản Đoan Hùng Phú Thọ mà xuống Hà Vĩnh Ngon để mua cây giống. Thì em Ngọc Anh đã từng ăn bưởi nhà anh tại vườn và tại trong nhà rồi, cho ăn từ quả xấu đến quả đẹp rồi. Thì em sẽ nói cho bà con biết tại sao. Kính chào bà con. Thì Ngọc Anh ở trên Đoan Hùng Phú Thọ hôm nay được biết anh Hà qua trên mạng thì có tìm hiểu, thì hôm nay xuống đây mua cây giống thì được anh Hà cho ăn thử giống bưởi đường chín sớm thì quả thật là rất là ngon. Chưa bao giờ mình được ăn bưởi nào ngon như thế. Mặc dù mình cũng ở đất bưởi thì đã quyết định là mua giống cây của anh Hà để mang về đây trồng. Mong là bà con biết nhiều đến giống bưởi này của anh Hà và xuống đây mua giống giống như là mình. Về đây là gốc của bưởi Đoan Hùng Phú Thọ mà là ăn bưởi còn hơn cả Phú Thọ, thì bà con sẽ biết và trực tiếp bà con có thể đến Hà Vĩnh Ngon lúc này đang có bưởi cho ăn thử. Không, đôi khi là quảng cáo thì ai cũng muốn là mình quảng cáo để lấy khách. Thế nhưng đối với Hà Vĩnh Ngon thì quảng cáo là một phần và khách hàng đến với Hà Vĩnh Ngon được ăn thử để trực tiếp đánh giá, chứ không phải chỉ có quảng cáo xong thì của mình không ngon cũng bảo là ngon, mà ngon phải do khách hàng đánh giá. Và khách hàng ăn ngon phải mua cây giống thì mới gọi là hàng ngon, chứ hàng khách hàng nói ngon nhưng mà chẳng thấy mua cây giống thì chắc là dựng hình rồi. Đây đây đây.